Nói chung là trong cái công trình này xây dựng là bắt đầu từ 20 tháng 4 âm lịch và đến tháng 10 thì là xong trong khoảng tầm xuất phát 6 tháng thì xong hoàn chỉnh tất cả. Thế thì trong quá trình làm như này thì nói chung là đội ngũ của cán bộ công nhân viên trong công ty về là giám sát, theo dõi và giúp đỡ trong gia đình. Nói chung là làm rất tốt mọi công việc và công ty là anh em về đây là rất có trách nhiệm với lại gia đình trong quá trình thi công và thiết kế, trong cái bản thi công và thiết kế. Dạ vâng ạ. Xin kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, nhân dịp đầu xuân năm mới, chúng tôi xin kính chúc cho toàn thể quý vị có thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Và trong tiết xuân như thế này thì Ngọc Huyền cũng như Đức Kiên đã có mặt tại 180 Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Nơi đây chính là trụ sở làm việc của Mark Home. Và như thường lệ thôi là chúng tôi sẽ dẫn quý vị đến thăm các công trình. Và điều đặc biệt ở đây là ngày hôm nay chúng ta sẽ đến thăm các công trình và chúc Tết quý vị nhé. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ di chuyển đến mảnh đất nào, Ngọc Huyền nhỉ? Và ngày hôm nay xin bật mí với quý vị là chúng ta sẽ ghé thăm với mảnh đất Thái Bình ạ, để tham quan các công trình thực tế tại đây. Và ngay bây giờ thì không để làm mất thời gian quý vị nữa, chúng ta hãy cùng nhau di chuyển đến đó nhé. Xin mời ạ. Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị thân mến. Hiện tại thì tôi và Đức Kiên cũng đã có mặt tại thành phố Thái Bình. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ dẫn quý vị đến ghé thăm một công trình nhà lô phố vô cùng đặc biệt ạ. Vậy thì công trình này có gì đặc biệt thì Kiên có thể giới thiệu quý vị khán giả biết được không ạ? Quý vị thân mến, đối với căn nhà này của chúng ta thì đã được thiết kế theo cái phong cách hiện đại, kết hợp với cả hệ mái bằng và cái chiều cao của nó vô cùng đồ sộ, lên tới 3 tầng và 1 tum. Và như đã giới thiệu với quý vị từ đầu video rồi, rằng là ngôi nhà của chúng ta sẽ có một chiều cao vô cùng đồ sộ với tổng thể lên tới 14,1m. Trong đó chúng ta sẽ đầu tư cho hệ thống bậc cái nền cốt cao lên, đó chính là 350mm, chiều cao thông thủy tầng 1 là 3m, tầng 2 của chúng ta là 4,2m, tầng 3 là 3,3m và riêng tầng tum của chúng ta cũng sẽ đồng nhất với tầng 3 là 3,3m. Và căn nhà của chúng ta sẽ thiết kế theo phong cách hiện đại cùng với lại hệ mái bằng. Ở đây thì với lại 3 tầng 1 tum, quý vị có thể nhìn thấy cái hình khối ngôi nhà với những cái đường nét nó rất là vuông vức. Và ngoài ra để cho căn nhà thêm phần mềm mại hơn thì quý vị có thể thấy là ở khu vực tầng 2 và tầng 3 thì sẽ có thêm một cái hệ thống cửa sổ rất là lớn nữa, được cuốn vòng cong nữa. Và ở đây thì ngoài cái phần sơn trắng ra thì ta sẽ có này một số những cái phần là đá trẻ ốp tường này cho khu vực vườn hoa này. Còn ngay ở phía dưới cái phần hệ thống mái đấy ạ, thì ta sẽ có được ốp hoàn toàn bằng chất liệu, đó chính là nhựa giả gỗ nhá, để đảm bảo công trình chúng ta này chắc chắn là bền bỉ nhưng mà vẫn mang một cái nét đẹp gì đó về truyền thống Việt Nam. Chính xác. Và cái đặc điểm nổi bật của ngôi nhà này tôi đánh giá nó nằm ở những cái lam bê tông đua dài ra ở những cái phía ban công và kết hợp với cả là những cái hệ thống đèn downlight nữa. Thường rằng những hệ thống đèn downlight chúng ta sẽ có thể thấy rằng nổi bật ở những ngôi nhà mái Nhật thôi đúng không, nhưng mà ở đây chúng ta với một ngôi nhà mái bằng nhưng mà có những cái ban công được đầu tư rất là tỉ mỉ như thế thì cái hệ thống đèn downlight giúp cho ban đêm ngôi nhà sẽ cực kỳ là lung linh và nổi bật. Và từ khu vực là hệ thống cổng chính của chúng ta bước phía bên trong thì khu vực này thì sẽ là cái nơi mà để xe của gia đình. Ở đây có thể để được khoảng tầm là 3 đến 4 xe máy cùng một lúc. Và khu vực này thì phía bên cạnh gia chủ cũng có để thêm một cái kệ để đựng giày nữa. Khi chúng ta đi từ ngoài vào này có thể để giày ở đây cho không gian thêm gọn gàng hơn. Nhưng mà tại vị trí này thì gia chủ đã đầu tư phía bên dưới lát sàn là cái đá giống như phía bên ngoài để tạo ra cái sự đồng nhất, và ngoài ra thì cái việc mà lau chùi tẩy rửa ở cái khu vực để xe thì nó sẽ thuận tiện và nó sạch sẽ hơn. Còn ngay phía sau chúng tôi đây thì đó chính là cái hệ thống cửa chính của công trình. Cửa công trình sẽ được sử dụng bằng chất liệu đó chính là cửa khung nhôm kết hợp cùng với kính cường lực. Và chúng tôi tận dụng là toàn bộ cái phần mặt tiền của chúng ta này có diện tích khoảng tầm là 4,5m đúng không? Thì chúng ta sẽ lấy toàn bộ này, cái khuôn viên từ phía bên ngoài, phía này bên trong, cái cửa này khoảng tầm là hơn 4m đấy ạ. Thì nó sẽ góp phần là cho căn nhà chúng ta thêm phần thông thoáng hơn. Và nó sẽ làm cho cái khu vực là cái nhà lô phố của chúng ta ấy lấy được trọn vẹn ánh sáng tự nhiên từ phía bên ngoài vào. Còn sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng di chuyển vào nhà để khám phá những công năng phía bên trong nhà nhé. Quý vị thân mến, từ khu vực cửa chính bước vào, không gian đầu tiên thì đó chính là một phòng khách vô cùng rộng rãi, có diện tích lên tới 20m2 ạ. Và như ở đây chúng ta có thể thấy rằng là gia chủ đã bố trí một cái bộ bàn ghế sofa và nó mang đậm cái tính chất của phong cách hiện đại luôn rồi. Nó sẽ ăn khớp với cả cái phong cách của toàn bộ ngôi nhà quý vị nhé. Và ngồi từ không gian này thì tôi mới để ý rằng là cái ánh sáng ấy nó chảy đều khắp căn phòng này, và cái khu vực phòng khách của chúng ta trở nên rất là lung linh và nổi bật. Quý vị có thể nhìn thấy rất là rõ nét cái đèn chùm nhá, nhìn với cái hình dáng rất là đẹp phía bên kia. Đây là đèn chùm pha lê đấy quý vị ạ. Và khi mà nó sẽ rất là phù hợp với lại một cái không gian phòng khách mang đậm với phong cách hiện đại như thế này.
Và có thể thấy rằng là Ngọc Hiền cảm giác là rất thu hút đối với những cái chi tiết của ngôi nhà. Nhưng mà tôi thì tôi lại thấy ấn tượng với một cái bản hồ sơ ở đây. Hiện tại gia chủ cũng đang đặt sẵn ở đây một cái bản hồ sơ nha. Đây chính là hồ sơ thiết kế của công trình. Và cũng giống như mọi bộ hồ sơ khác mà chúng tôi thực hiện cũng sẽ đầy đủ những cái nội dung. Từ trước hết là bản vẽ 3D này, như quý vị có thể thấy ở đây sẽ không khác biệt gì so với một công trình thực tế cả. Thì có thể nhận thấy rằng nó trực quan sinh động. Và ngoài ra nữa thì chúng tôi sẽ đầy đủ những cái nội dung từ hồ sơ kiến trúc này, hồ sơ điện nước, hồ sơ kết cấu cũng như là về bản dự toán nữa. Thì tất cả những cái bản hồ sơ này cũng sẽ giúp cho quá trình chúng ta thi công cũng sẽ chuẩn chỉ theo đúng với bản vẽ kế hoạch đề ra. Ở đây thì sẽ có những cái thông số rất là chi tiết rồi, sẽ giúp cho đội ngũ thi công chúng ta sẽ xác định được rất là rõ ràng về những cái yếu tố xây dựng cho công trình. Quý vị thân mến ạ, và một lát nữa thôi thì chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị này toàn bộ cái công năng có bên trong căn nhà này. Thì lúc đấy quý vị mới có thể thấy được rằng là một căn nhà có một cái bản vẽ thiết kế thì nó quan trọng đến nhường nào ạ. Và để làm được điều đó, sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đi khám phá những công năng tiếp theo. Và tiếp với lại khu vực phòng khách của chúng ta nhá, thì ở ngay phía đối diện này thôi ạ, thì ta sẽ có thêm một cái hệ thống kệ tivi. Ở đây thì sẽ có một cái tivi rất là lớn này để đáp ứng đầy đủ nhu cầu giải trí cho cả gia đình. Ngay phía sau thì chúng tôi sẽ sử dụng bằng cái chất liệu đó chính là cái tấm nhựa PVC giả đá. Khi mà quý vị nhìn từ phía bên ngoài ấy, thì nó không có khác gì so với đá tự nhiên cả, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng cái tấm nhựa PVC này thì nó sẽ giúp là giảm cái tải trọng cho công trình này. Cái thứ hai là cái chi phí của nó rất là rẻ hơn rất là nhiều đấy so với khi mà chúng ta sử dụng đá tự nhiên. Và ở dưới này thì cũng sẽ có thêm những hộc tủ này, có thể để đồ này cho không gian phòng khách thêm gọn gàng hơn. Và không chỉ là ở dưới mà cả hai bên của tivi chúng ta sẽ có những cái hộc tủ nhé. Chúng ta để được rất nhiều cái đồ trang trí ở đây. Nó sẽ làm lung linh và nổi bật thêm, đặc biệt cho với không gian phòng khách như thế này. Và ở đây đúng với cái không khí của Tết, như Ngọc Hiền với quý vị có thể thấy ở đây rằng là chúng ta đã có một cái cây đào. Sau đây chúng ta sẽ có thể bố trí thêm những cái hệ thống đèn chiếu sáng. Rồi là tất cả những cái đèn nháy nó sẽ giúp cho không khí Tết của chúng ta nhìn nó sẽ rực rỡ hơn. Nhìn thấy hoa nở, ngỡ xuân về đúng không ạ? Ai ngờ lại xuân lại về thật. Dạ vâng. Và ở ngay đây thôi, không gian tiếp theo đó chính là một cái không gian như quý vị có thể thấy rằng là cái tiểu cảnh. Tiểu cảnh tại sao chúng ta lại đạt được vị trí này quý vị? Bởi vì là ngay phía bên trên thôi, đó chính là cái hệ thống thông tầng của tất cả các không gian luôn. Thì đối với một ngôi nhà lô phố ấy, thì cái một cái vị trí thông tầng như thế này nó rất là quan trọng, bởi vì là cái việc chúng ta lưu thông không khí này hay là đón nhận những cái nguồn ánh sáng tự nhiên thì chúng ta rất cần yếu tố lấy từ phía bên trên, đó chính là hệ thống trên tầng tung chúng ta đưa dọi thẳng xuống phía bên dưới này. Và dưới khu vực này tôi thấy là gia chủ có để một cây tuyết mai này, cũng là mang ý nghĩa về mùa xuân. Và phía bên này nữa thì cũng sẽ có thêm một cái hệ thống cây cảnh nữa. Và đúng như là Kiên có vừa nói đấy ạ, nó một cái giải pháp thông tầng thì nó sẽ là một cái giải pháp hữu hiệu nhất dành cho các căn nhà lô phố và có cái chiều ngang rất là hẹp, còn chiều dài là rất là sâu, đúng không ạ? Và sau khi chúng ta đi qua cái hệ thống thông tầng cũng như là không gian đệm này, chúng ta sẽ đến với một khu vực phòng bếp kết hợp với phòng ăn. Như quý vị có thể thấy ở đây rằng là với một cái khoảng thời gian mà gia đình của chúng ta mà nấu nướng ở đây thì sẽ rất là ấm áp quây quần với nhau. Và đặc biệt là cái việc bố trí những cái nội thất công năng trong phòng bếp thì nó sẽ rất là thuận tiện trong cái khoảng diện tích là 17,5m². Và ngay phía bên này ạ, khu vực đây thì sẽ là một cái hệ thống bàn ăn này, lên đến khoảng tầm là 8 người ạ, 8 người nha quý vị, rất là rộng rãi. Còn khu vực bên này thì sẽ là một hệ thống kệ tủ bếp. Kệ tủ bếp đây sẽ thiết kế theo hình chữ L nha, một cái không gian rất là quan trọng này. Với thứ tự này, ở đây là sẽ là khu vực bếp nấu này, đây sẽ là khu vực ở bồn rửa, bên kia sẽ là tủ lạnh. Với cái cách sắp đặt thế này thì chúng ta có thể tránh yếu tố phạm xung trong phong thủy, tránh lửa và nước đối đầu nhau ạ. Và như bản thân tôi nhé, là rất thích với một không gian phòng bếp này mà chúng ta liên thông tới khu vực phòng khách. Ví dụ như bác đang nấu ở đây, đó thì cái việc mà chúng ta trò chuyện ra phía bên ngoài nó sẽ gắn kết mọi thành viên trong gia đình một cách dễ dàng hơn, đặc biệt là với những ngôi nhà lô phố. Và ví dụ như bác đang nấu nướng ở đây, đó thì cái việc chúng ta có thể nói chuyện, chúng ta trò chuyện hay là chúng ta có thể hỗ trợ bác nấu cơm thì sẽ rất là dễ. Và khu vực này của chúng ta, phía bên trên trần cũng sử dụng cái chiếc đèn trần với cái hình dạng nó khá là đẹp như thế này, thì nó sẽ là một cái không gian rất là ấn tượng cho khu vực ăn uống ạ. Và từ đây chúng ta sẽ có này một cái hệ thống cửa trượt nha, để bước ra khu vực ở phía ngoài. Ngay bên cạnh ngoài này thì sẽ là một cái không gian sân ướt này. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ có trồng thêm một cái hàng trúc nho nhỏ này để cho một không gian của chúng ta thêm hòa nhập với thiên nhiên. Và ở dưới không gian tầng 1 thì ta sẽ có thêm một khu vực, đó chính là nhà vệ sinh chung. Nhà vệ sinh chung ở đây thì rất là nhỏ xinh thôi, khoảng tầm 2,5m², có khá là đầy đủ nhá. Ở đây sẽ là một cái bồn vệ sinh này, bên này thì sẽ là một vòi tắm sen. Ở trong không gian này thì sẽ có hệ thống đèn sưởi nữa. Và ngoài cái hệ thống hút mùi phía bên trên thì sẽ còn có thêm một cái ô thoáng nhỏ để ngăn được cái mùi ám từ cái khu vực bên phía bên trong phòng nhà vệ sinh này ạ.
Và cũng quay trở lại với không gian vị trí giữa nhà. Đây chính là cái nơi mà chúng ta sẽ bố trí hệ thống cầu thang này. Thì cái việc chúng ta đặt cái cầu thang ở vị trí giữa nhà này sẽ rất là thuận tiện cho quá trình di chuyển. Chúng ta đi lại giữa các tầng hay là chúng ta đi tới tất cả những công năng khác thì nó sẽ nhanh chóng và hiệu quả hơn. Và trong khu vực cầu thang này của chúng tôi ạ, thì mặt bậc chúng tôi sẽ sử dụng bằng chất liệu đá kim sa, còn cổ bậc thì sẽ được ốp đá trắng. Và với khi mà sử dụng hai cái màu sắc tương phản này ạ, thì ta có thể là dễ dàng là phân biệt được các bậc với nhau này, tránh bước vụt vấp ngã. Toàn bộ hệ thống khu vực lan can cầu thang ở đây ạ, sử dụng chất liệu là tay vịn gỗ kết hợp cùng với kính cường lực, làm cho không gian thêm rộng hơn và đảm bảo được an toàn cho mọi thành viên khi đi trên thang ạ. Và sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng di chuyển lên tầng 2 để khám phá những công năng tiếp theo nhé. Lên tới không gian đầu tiên trên tầng 2 thì chúng ta sẽ có một phòng ngủ có diện tích là 19m2. Nhưng mà cái điều thiết kế đặc biệt ở căn phòng này đó chính là chúng ta sẽ có một cái hệ thống cửa kính rất là lớn này. Chúng ta sẽ nhìn trực tiếp ra cầu thang quý vị nhé. Thì nhìn căn phòng của chúng ta sẽ thông thoáng hơn. Đây là một cái nét rất là đặc biệt của những ngôi nhà lô phố. Ngoài ra chúng ta có thể mở một cái cánh cửa sổ ra này. Đó thì cái việc lưu thông không khí trong căn phòng nó sẽ rất là nhanh chóng khi mà kết hợp với cả là một cái hệ thống cửa sổ phía bên mặt kia nữa. Ngoài ra chúng ta vẫn có thêm cái hệ thống rèm che để đảm bảo cái sự riêng tư cho toàn bộ không gian trong căn phòng. Tại đây thì chúng ta sẽ sử dụng một cái hệ thống tủ này. Tủ quần áo của chúng ta sẽ được thiết kế nó rất là ăn khớp với cả là cái hệ thống tường của công trình nhé. Thì đây chính là một cái điểm nổi bật của một công trình có được một cái bản vẽ thiết kế. Thì tất cả những cái công năng rồi là nội thất khi mà chúng ta đầu tư hay chúng ta đặt vào ấy, thì nó sẽ là một cái việc chúng ta tính toán từ trước, nó sẽ tận dụng tối đa không gian trong ngôi nhà. Ở đây thì chúng ta sẽ có thêm một cái giường đôi này để có thể sử dụng, nó đảm bảo nhu cầu. Và như đã giới thiệu với quý vị, chúng ta còn có một hệ thống cửa sổ rất là lớn nữa. Ngoài ra, một cái điều đặc biệt của căn phòng này, chúng ta sẽ có một nhà vệ sinh khép kín. Đây chính là một cái không gian sẽ đảm bảo cho quá trình chúng ta sinh hoạt nó sẽ thuận tiện hơn, đặc biệt là với những nhà nào mà chúng ta có người già hay là trẻ em. Trong đây thì với khoảng không gian diện tích là 4m2 thì chúng ta đã bố trí đầy đủ những nội thất công năng này, từ bàn đá lavabo, bồn cầu cho tới vòi nằm sen. Và ở đây chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều những cái nội thất, những cái trang thiết bị của Mac Home nhé. Ngoài cái hệ thống lavabo, chúng ta sẽ sử dụng thêm một hệ thống gương có lắp thiết bị đèn nhé. Cái việc chúng ta sử dụng nó sẽ cung cấp đủ ánh sáng hơn, đặc biệt là với những ngôi nhà nào chúng ta có người sử dụng là những chị em. Quý vị thân mến, và với cách sắp đặt lệch tầng như thế này ạ, thì ở bên trên khu vực tầng 2 ta sẽ có một phòng ngủ vô cùng rộng nha quý vị. Phòng ngủ này thì với diện tích lên tới 24m2 ạ. Trong gian này của chúng tôi này có sắp đặt rất là đầy đủ đồ nội thất. Đầu tiên là sẽ là một cái hệ thống giường ngủ này vô cùng lớn. Ở ngay ở phía bên này thôi thì sẽ là một cái hệ thống tủ quần áo. Tủ quần áo này thì sẽ cao cực trần nha quý vị. Và với thiết kế cao cực trần thì chúng ta có thể thoải mái này để được đồ dùng để sinh hoạt này, cho không gian chúng ta thêm gọn gàng hơn. Và ngay ở phía khu vực bên này thôi thì ta sẽ có thêm một cái hệ thống chính là bàn làm việc này hoặc là bàn trang điểm nha quý vị. Một không gian vô cùng tuyệt vời. Và trong căn phòng này của chúng ta này, ở phía dưới sàn ấy thì sẽ được lát hoàn toàn bằng chất liệu đó chính là sàn gỗ. Còn bên trên trần sử dụng chất liệu đó chính là trần thạch cao kết hợp với hệ thống đèn LED nao lai. Và có một điều đặc biệt mà Huyền rất thích ở căn nhà này, đó chính là sẽ sử dụng một cái hệ thống cửa kính rất là lớn hướng ra khu vực ban công ở trước nhà. Cửa này là cửa trượt nha quý vị. Từ đây này, chúng ta có thể ngắm được nhìn này toàn bộ trọn vẹn cái tầm view phía trước cả ngôi nhà. Ở đây thì chúng tôi có thiết kế cho gia chủ một cái khu vực bồn hoa nằm ngay ở vị trí này. Ngoài ra gia chủ cũng có đặt thêm những cái chậu cây cảnh này, nho nhỏ như thế này nữa để cho không gian chúng ta thêm hòa nhập với thiên nhiên nhiều hơn. Và chưa hết đâu quý vị nhá. Ngoài ra thì trong căn phòng này thì chúng ta sẽ còn có thêm một khu vực, đó chính là nhà vệ sinh riêng biệt nữa. Trong nhà vệ sinh này của chúng ta, quý vị có thể nhìn thấy không ạ? Tôi khi mà bước vào đây tôi cảm thấy là full kín nhá, toàn bộ tất cả các thiết bị vệ sinh của Mac Home nha quý vị. Đây, từ hệ thống gương soi của Mac Home này cho đến là cái lavabo Mac Home này. Còn đây sẽ là bồn cầu Mac Home, rồi là vòi tắm sen của Mac Home nữa. Và Mac Home của chúng tôi hiện tại thì đang là một trong đơn vị mà có tự sản xuất nguyên vật liệu này, rồi là phân phối các sản phẩm như thiết bị vệ sinh này, thiết bị nhà bếp này do chúng tôi là trực tiếp sản xuất cũng như là phân phối độc quyền. Và chúng tôi thì đang đưa ra những rất là nhiều những cái mức giá ưu đãi, chiết khấu dành cho khách hàng. Và khi mà quý khách hàng sử dụng các sản phẩm của chúng tôi thì sẽ nhận được một mức giá chiết khấu ưu đãi không thông qua trung gian và chế độ bảo hành dài hạn. Và lên tới tầng 3 của chúng ta thì sẽ có hai công năng đầu tiên, đó chính là một khu vực nhà vệ sinh chung cho cả tầng. Ở đây thì sẽ có diện tích là 4m2. Tại đây đã được bố trí đầy đủ những nội thất công năng rồi, từ bàn đá lavabo này, bồn cầu cho tới vòi tắm sen.
Và điều đặc biệt ở đây như quý vị có thể thấy rằng là đang sử dụng trang thiết bị của Mac Home nhé. Thì cái việc mà chúng ta lựa chọn những cái đơn vị mà chúng ta có thể sản xuất và phân phối độc quyền những cái sản phẩm như thế này thì sẽ giảm thiểu được rất nhiều những cái giá thành đầu tư, bởi vì là sẽ không qua những cái cấp trung gian như là tổng vùng, tổng kho hay là qua những cái cấp đại lý. Và ngoài ra chúng ta còn có thể chắc chắn rằng là với những cái sản phẩm được chuyển từ trực tiếp nhà máy sản xuất đến công trình thì sẽ không lo hàng lậu, hàng giả hay là hàng kém chất lượng. Và ngoài ra nữa thì đối với không gian tầng 3 này chúng ta sẽ có một phòng ngủ đầu tiên với diện tích là 15m2. Tại đây thì chúng ta đã bố trí đầy đủ những nội thất công năng rồi, từ một cái giường đôi này, một cái tủ quần áo và một không gian rất là rộng. Chúng ta có thể bố trí thêm những cái hệ thống bàn để làm việc hay là trang điểm vẫn rất là tốt. Ngoài ra nữa thì với một hệ thống cửa sổ với 3 cánh mở xoay thì khi mà chúng ta mở ra có thể đón nhận được rất nhiều những cái nguồn ánh sáng cũng như là về cái gió lưu thông. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng thêm cái hệ thống rèm che nhé, để có thể dễ dàng điều chỉnh những cái sắc thái sáng hơn cho căn phòng. Quý vị thân mến, và ở ngay phía khu vực bên này chúng ta sẽ có thêm một phòng ngủ với diện tích là 12,5m2, cùng thiết kế đồng nhất phòng ngủ phía bên kia. Và phía đầu khu vực tầng 3 thì chúng ta sẽ có này một không gian, đây chính là khu vực tâm linh của cả gia đình. Khu vực thờ cúng này thì với diện tích là 12,5m2. Ở đây chúng ta có thiết kế là một hệ thống ban thờ này, được làm hoàn toàn chất liệu là gỗ tự nhiên, có độ đẽo nhất, nhiều họa tiết hoa văn trang trí. Và bên trên ban thờ, phần khu vực vách thì chúng tôi sẽ là sử dụng bằng chất liệu là gỗ công nghiệp cắt CNC để mang lại một không gian tâm linh của chúng ta trở nên trang trọng hơn. Và từ khu vực phòng thờ thì chúng ta cũng sẽ có thêm một hệ thống cửa nữa. Cửa này thì sẽ đi ra khu vực ban công ở phía trước nhà. Và tất nhiên rồi, trong khu vực tầng 3 này thì cũng không ngoại lệ. Trên này chúng tôi cũng có thiết kế này một cái hệ thống bồn cây ở phía bên này. Và ngoài ra thì chúng ta có thể thấy đây, ở ngay khu vực tầng 2 nhá, thì chúng tôi có thiết kế ra chủ này một cái bồn cây rất là lớn ấy. Và cái nóc của cái hệ thống cây này đấy thì nó sẽ tròn lên khu vực ở tầng 3 này, thì sẽ làm cho tầng 3 của chúng ta thì cũng sẽ có thêm một không gian xanh nữa để hòa nhập với thiên nhiên. Quý vị thân mến ạ, và bước lên khu vực tầng tung, ta sẽ có ở ngay phía sau này thì sẽ là một khu vực sân phơi ạ. Còn phía trước công trình thì sẽ là một khu vực sân chơi nha quý vị. Và với một ngôi nhà lô phố thì khoảng không gian này thì cực kỳ là quan trọng, bởi vì là nó sẽ là cái nơi mà chúng ta sẽ có thể ra ngoài này thư giãn cực kỳ là thoải mái. Thậm chí là gia chủ đã bố trí ở đây là một cái bộ bàn ghế rồi. Khi mà chúng ta ngồi ở đây có sẵn những cái tách trà, chúng ta thưởng trà ở đây cùng với những người bạn của mình hoặc là với gia đình thì cực kỳ là thoải mái nha, với một cái tinh thần nó sảng khoái. Mời Kiên ngồi. Thì với một không gian như này Ngọc Huyền thấy như thế nào? Ngọc Huyền thấy được rằng là ở trong một căn nhà lô phố mà có một cái không gian ở phía bên trên tầng tung thoáng như thế này, đây là một cái điều mà rất là hiếm có căn nhà nào có được nhá. Đặc biệt là trong cái phong cách thiết kế nhà hiện đại như thế này. Và không chỉ có thế đâu, Ngọc Huyền để ý nhá, phía bên trên chỗ của chúng ta đã làm một cái hệ lam làm bằng sắt sơn tĩnh điện rồi. Sau này chúng ta có thể làm thêm một cái lớp kính cường lực hoặc là cái lớp mica cũng được. Nó sẽ có thể chống chịu được những cái ảnh hưởng của mưa rồi là nắng rất là tốt khi mà chúng ta ngồi tại vị trí này. Thậm chí là chúng ta bày bàn ra, chúng ta nướng BBQ rất là chill đúng không? Thực ra Ngọc Huyền đã có ý tưởng như thế đấy. Và buổi tối như thế này chẳng hạn đúng không? Chúng ta có thể là ngồi nướng ở đây, đặc biệt trong ngày mùa đông lạnh giá đấy, ngồi mà nướng những cái bữa tiệc ngoài trời thật sự là một điều rất là thú vị đấy quý vị. Đúng rồi. Và khu vực này của chúng ta thì chúng tôi cũng luôn luôn ưu tiên là đưa yếu tố tự nhiên vào bên trong căn nhà. Thì quý vị có thể thấy là từ nãy giờ chúng ta đi này, từ khu vực tầng 1, tầng 2, tầng 3 thì tầng nào thì cũng đều có những cái hệ thống bồn hoa như thế này đúng không? Bồn hoa để bồn cây này, trồng rất là nhiều cây xanh để mang yếu tố, đưa những yếu tố tự nhiên vào bên trong căn nhà. Và với một khoảng không gian xanh như vậy thì gia chủ đã chắc chắn là sẽ phải mất rất nhiều công sức để chăm bón rồi. Đây, ví dụ như ở đây tôi thấy rằng là có những cái đồ dụng cụ để có thể chăm bón cây thường xuyên hơn. Và trên đây chính là một không gian cuối cùng của ngôi nhà rồi. Sau đây xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng di chuyển xuống dưới để gặp gỡ với gia chủ nhé. Xin mời ạ. Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị thân mến. Hiện tại thì Ngọc Huyền đang ngồi cạnh bác Uôn ạ. Đây là chủ đầu tư của công trình. Chào chào bác ạ. Xin chào tất cả anh chị em. Vâng ạ. Ngày hôm nay khi mà về đây ạ, lần đầu tiên thì cháu cũng xin phép là thay mặt cho toàn bộ công ty gửi lời chân thành cảm ơn tới bác và gia đình ạ, đã tin tưởng lựa chọn dịch vụ của Mac Home ạ. Vâng. Và ngày hôm nay về đây thì cháu cũng có một số câu hỏi muốn hỏi bác được không ạ? Vâng. Vâng. Câu đầu tiên đi ạ, tại vì sao mà bác và gia đình lại biết đến công ty Mac Home và lựa chọn Mac Home là đơn vị thiết kế và thi công ạ? Nói chung là báo cáo với anh chị em này, trong quá trình xây dựng cái nhà cửa thì tôi cũng có xem tất cả mọi cái qua cái Facebook và quảng cáo của đối với lại công ty của trách nhiệm hữu hạn kiến trúc và xây dựng Mac Home, trụ sở là 180 Vạn Phúc, quận Hà Đông của thành phố Hà Nội. Nói chung trong quá trình làm nên là
xây dựng nhà cửa cho các công trình ở các nơi rất tốt. Thế trong cái đó là tôi thấy thế thì tôi cũng đề bạt và đề nghị với lại công ty thiết kế và xây dựng cho tôi một căn nhà chiều ngang là 4,5 m, chiều dài là 18 m. Dạ. Nói chung là trong quá trình làm nên là ba thiết kế là theo 3 tầng và 1 tum. Nói chung là thiết kế rất đẹp. Vâng ạ. Sáng tất cả các phòng mà theo tầng lệch. Nói chung bà con dân phố ở đây đến là ai cũng khen là cái ngôi nhà này là đẹp nhất. Trong quá trình làm là rất tốt. À, có nghĩa là xây dựng kiến thiết và thiết kế là tốt lắm. Nói chung là rất hài lòng. Dạ. Có nghĩa là bà con hàng xóm láng giềng ở xung quanh đây đều đánh giá là ngôi nhà mình đẹp nhất phố, đúng không bác? Đúng rồi. Ngồi rất là tự hào, đúng không ạ? Bây giờ hỏi một chút nhé. À, vậy thì không biết là công trình nhà mình ấy, từ lúc bắt đầu xây dựng này đến khi hoàn thiện là trong khoảng thời gian bao nhiêu lâu ạ? Nói chung là trong cái công trình này xây dựng là bắt đầu từ 20 tháng 4 âm lịch và đến tháng 10 thì là xong trong khoảng tầm xuất phát 6 tháng thì xong hoàn chỉnh tất cả. Thế thì trong quá trình làm như này thì nói chung là đội ngũ của cán bộ công nhân viên trong công ty về là giám sát, theo dõi và giúp đỡ trong gia đình. À, nói chung là làm rất tốt mọi công việc và công ty là anh em về đây là rất có trách nhiệm với lại gia đình trong quá trình thi công và thiết kế, trong cái bản thi công và thiết kế. Dạ vâng ạ, cảm ơn bác. Thế thì qua đây thì cũng gia đình tôi thay mặt gia đình xin cảm ơn tổng giám đốc công ty kiến thiết và xây dựng Mát Hôm. Và đồng thời anh chị em ban giám đốc cùng trưởng phó các phòng ban và anh chị em trong nhân viên trong công ty Mát Hôm đã quan tâm và giúp đỡ chúng tôi như là hoàn thành cái ngôi nhà này một cách rất là tốt. Dạ vâng ạ. Vậy thì cháu hỏi một chút bác nhá. Vậy thì không biết là cái tổng giá trị xây dựng hoàn thiện công trình này khoảng tầm bao nhiêu ạ? Nói chung là trong đến ngày hôm nay thì tôi cũng bận chưa cộng là nhung nó khoảng trên 2 tỷ trong quá trình như này. Này là về vấn đề xây dựng và sắm sửa đồ trong nội thất trong gia đình. À, có nghĩa là hơn 2 tỷ cho một căn nhà lô phố với 3 tầng 1 tum. Toàn bộ là bao gồm này nội thất phía bên trong nữa đúng không ạ? Vâng, đúng rồi. Tổng tất cả đấy. Đủ hết tất cả. Vâng ạ. Vậy cho thấy là một cái mức giá cũng khá là hợp lý đấy đúng không ạ? Vâng. Tính ra là khoảng tầm 3 tầng 1 tum thì cái diện tích cũng khá là lớn rồi. Vâng. Vâng ạ. Vậy thì cháu cảm ơn bác rất là nhiều nhá vì những chia sẻ vừa rồi. Vậy thì nhân dịp năm mới đầu năm 2024 thì không biết là bác có cái lời chúc nào muốn gửi tặng đến công ty này cũng như tất cả quý vị khán giả không ạ? Vâng. Qua quá trình anh chị em về đây nhưng mà đương nhiên trong quá trình quay và truyền hình này thì tôi cũng xin là gửi lời chúc sức khỏe tới ban lãnh đạo tổng giám đốc công ty cùng ban giám đốc và anh chị em trong công ty kiến thiết về xây dựng Mát Hôm là một lời chúc sức khỏe mà tất cả anh em là mong muốn là cho sang năm tới và mãi mãi về sau mạnh khỏe và đoàn kết được công ăn việc làm được nhiều, thu nhập được cao và thịnh vượng. Chúc tất cả mọi người là vạn sự như ý muốn. Vâng ạ, cảm ơn bác rất nhiều vì những chia sẻ vừa rồi ạ. Vâng. Cảm ơn bác nhé. Và cháu cũng hy vọng rằng là bác và gia đình ạ thì sẽ có thật nhiều giây phút tuyệt vời bên chính các nhà thân yêu của mình ạ. Cảm ơn bác. Quý vị thân mến ạ, cuộc trò chuyện vừa rồi của tôi và chú Uân ạ cũng đã chính thức khép lại chương trình ngày hôm nay. Và nếu như quý vị nào đang có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói, vui lòng liên hệ tới các số hotline của chúng tôi để nhận được tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.